chào các bạn nhé. Em vàng của mình, nhà mình hôm nay được thả ra rất là thích này các bạn ạ. Vài hôm được ở trong chuồng này. Em vàng rồi tính cái các bạn nhé. Đó. Rất là ngộ luôn. Gọi tên là vàng luôn các bạn ạ. Đấy. Em đi vệ sinh. Vàng. Đấy, đã biết nghe tên rồi các bạn ạ. Rất là khôn. Cực khôn luôn này các bạn. Vàng. Rồi, chạy tít mù khơi luôn. Em này thì mình cũng đã tiêm phòng đầy đủ hết rồi các bạn. Đấy. Tính để... Vàng. Đã nằm đây rồi này. Đấy, đã nằm đây rồi. Quay. Không nhìn thấy đâu. Xóa. Cẩn thận nó rơi hết giờ. Đây. Vào. Đây mà. Đấy, tí nó ăn xúc xích kìa. Con tránh ra không trèo lên ăn xúc xích của em đấy. Nghịch lắm các bạn ạ. Nghịch lắm nhờ. Mặt này đang vàng ươm đây. Bắt đầu chuẩn bị thay lông rồi các bạn. Đấy. Bắt đầu thay từ lông mặt trở đi này. Đấy. Bắt đầu vàng đẹp đây. Rồi. Các bạn thích nhớ liên hệ mình qua số điện thoại trên kênh để được sở hữu em này nhé các bạn nhé. Rồi. Cực cool nha các bạn. Đấy, sủ tai mặt bờm luôn các bạn. Mặt bờm sư tử luôn đấy các bạn. Đấy. Nào. Ngoan. Nó. Em này thì bây giờ suy nghĩ rồi, như trẻ con rồi. Tức là chỉ khôn nó bằng đứa trẻ con 6 tuổi rồi các bạn ạ. Đấy. Rất biết nghe lời luôn. Em được 2 tháng rưỡi rồi. Tuy nhiên là mình cũng thường ngày cũng cho ăn không thường xuyên cho nên là em không được mập lắm đâu, bình thường. Cơ thể bình thường các bạn ạ. Này, không chạy, linh tinh. Vớ vẩn. Ngoan nhá. Đó các bạn. Em này thì đốm lưỡi, đuôi khóa bên phải các bạn. Đấy, mặt mũi chân tay thì vàng hết này các bạn. Đấy, mặt mũi chân tay đều vàng hết. Rất ngoan này các bạn. Đó. Trèo lên tay này. Đây các bạn, đây các bạn. Đây. Rất là ngoan. Lông nọ vừa tắm xong cứ xoăn xoăn vào chỗ này. Nhìn vậy thôi nhưng mà dài lắm. Đấy. Nào. Vàng. Úi xài.
Ái dạ, ái dạ. Thích trêu à? Thích trêu nhau à? Đùa à? Hả? Đây chỗ đen này thì là hôm nọ chui vào gầm nồi đây này. Nghịch đây này. Đấy. Bẩn chưa? Bẩn chưa? Rất là đáng yêu các bạn. Đó. Em này phải nói là cực ngoan, đuôi đẹp, đuôi bông lau. Đấy. Người lông xù tít mù, xù bông luôn các bạn. Xù bông này. Đấy. Cái lông em nó hơi nó có tí xoăn nên nó cũng nhìn nó không dài lắm các bạn ạ. Để xem nào, kiểm tra cân nặng em được bao nhiêu ạ. 4-5 cân gì đấy các bạn. Vàng 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 vàng. Vàng vàng vàng. Ăn mau lớn nhá, cho nó béo mập nhá, cho nó xinh gái nhá. Nhá. Rất thích gãi các bạn ạ. Chó mèo là rất thích gãi. Làm gì mà sợ, có tiếng con gà nó sợ. Ao ao ao. Đi dò mẫm cái gì đây? Vàng. Vàng 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 vàng. Đấy mà. Này, vàng. Độ sang nhà hàng xóm này. Nhảy sang hàng nhà hàng xóm, chó người ta cũng sủa vẫn sang này. Vẫn cứ chạy sang đây. Vàng. Vàng 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 vàng. Vàng ơi. Về về. Vàng. Đi về đi. Nhìn gất gấu ấy. Đi về đi về đi về. Đấy, bạn nào mà kết em vàng này thì mình sẽ sẵn sàng để lại cho các bạn nhé. Nhớ liên hệ về số điện thoại trên kênh nhé để bắt em vàng đó. Rất thích luôn các bạn, cứ nhảy lên về là quấn chủ liên tục luôn các bạn, cứ thả ra là quấn chủ. Sướng lắm nuôi được em này. Video của mình đến đây là kết thúc nhé. Các bạn thấy hay nhớ like và share, đăng ký kênh, bật nút chuông để xem thông báo mới nhất nhé. Đấy. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Bye bye.